Long tắc đường sang Trung Quốc. Những ngày qua, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai, xe container chở Thanh Long xếp hàng dài chờ xuất khẩu khiến mọi ngã đường quanh lối ra vào cửa khẩu đều chật cứng. Tình trạng này xảy ra từ ngày mùng 10 tháng 8, tại bãi tập kết hàng xuất khẩu và xung quanh khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, có từ 500 đến 700 xe container chở Thanh Long nối đuổi nhau chờ được thông quan. Đáng chú ý, có những xe container đã nằm tại bãi tập kết 2 đến 3 ngày mà chưa đến lượt làm thủ tục. Trong khi mỗi ngày nằm chờ tại bãi, lái xe phải duy trì máy lạnh thường xuyên để không ảnh hưởng đến chất lượng hàng nông sản. Chi phí phát sinh mỗi lượt xe ở đây là gần 1,5 triệu đồng một ngày. Ông Lê Phương, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, hiện đã vào chính vụ thu hoạch quả thanh long của Việt Nam nên lượng quả thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc rất lớn. Song mỗi ngày, hải quan Trung Quốc chỉ giải quyết thủ tục nhập khẩu tối đa cho hơn 200 xe container chở thanh long, trong khi lượng xe đổ về cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu. Ngoài ra, Trước khi hàng của Việt Nam xuất qua cửa khẩu, phía hải quan Trung Quốc lại áp dụng máy soi kiểm tra rất kỹ các xe chở thanh long của Việt Nam nên phần nào đó cũng khiến cho tốc độ thông quan chậm. Ông Hoàng Trung, cục trưởng cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa nhận, số lượng xe cùng một lúc lên cửa khẩu quá lớn. Nếu ngày thường chỉ có khoảng 200 xe thì vừa rồi số lượng xe chở thanh long qua cửa khẩu Lào Cai lên tới 400 đến 500 xe một ngày. Ông Trung khẳng định, khả năng thông quan phía Việt Nam vẫn đảm bảo bình thường, kể cả việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên vấn đề đang nằm ở phía Trung Quốc, lãnh đạo cục bảo vệ thực vật cho hay cơ quan này đã tìm hiểu và được biết, một số cầu cân phía bên Trung Quốc bị hỏng, khiến thời gian thông quan bị chậm lại, chưa kể vừa qua, phía Trung Quốc phát hiện một số cán bộ hải quan của họ tiếp tay cho buôn lậu, vì vậy, phía Trung Quốc kiểm tra rất chặt chẽ, kỹ càng, nên cũng ảnh hưởng đến thời gian thông quan. Theo ước tính, từ đầu năm đến nay, sản lượng thanh long xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành là 481.000 tấn tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 313 triệu đô la Mỹ